Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái doanh thu nhập YouTube từ YouTube của mình trong vòng 1 tháng ấy. Mình không biết tại sao mà cái chủ đề về kiếm tiền rồi là kiếm được bao nhiêu tiền ấy rất là nhiều bạn quan tâm. Nhiều bạn quan tâm và nhiều bạn xem rồi hỏi các thứ ấy. Thì mình muốn làm một cái video ngoài cái việc mình chia sẻ số liệu thực tế là mình kiếm được bao nhiêu tiền ấy, chứ không như mấy kênh khác là người ta kiểu chỉ xem ở Social Blade các thứ, người ta đoán xem bạn kiếm được bao nhiêu tiền ấy. Mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn một số cái mẹo để các bạn có thể tăng thêm nguồn thu nhập từ một cái kênh YouTube, có thể là nhỏ thôi, 1.000 người sub đến 5.000 người sub hoặc 10.000 người sub gì đấy, một cái kênh nhỏ. Thì ngoài cái tiền quảng cáo của YouTube thì bạn có thêm cái nguồn thu nhập nào và bạn có thể làm như thế nào để bạn có thể kiếm được thêm thu nhập. Ok, thì đi vào video nhé. Trước tiên là mình giới thiệu các bạn là mình có hai kênh nhé. Một cái kênh Việt Nam là kênh này, E-Learning Supporter, và một cái kênh tiếng Anh là kênh Jackie Nguyễn. Thì cái kênh Việt Nam này của mình nhé, nó kiếm được đâu tháng này nhé, tháng 10. Tháng 10 của mình là kiếm được 96,40 đô. Và tổng thu nhập hai kênh của mình thì được khoảng 700 đô các bạn nhé. 700 đô thì nhân lên nó cũng khoảng rơi vào khoảng tầm 15-16 triệu gì đấy. Thế trong cái tiền quảng cáo, tiền này ấy, thì ngoài cái tiền quảng cáo từ YouTube, tức là tiền nhận tiền từ chia sẻ doanh thu quảng cáo ấy, thì mình có thêm một cái nguồn thu nữa là từ các cái thành viên. Kênh Việt Nam của mình đâu thu thành viên được có 6, mấy đô một tháng thôi, có hơn 100.000 một tháng thôi. Đấy, tiền thì nó chỉ như này thôi, đây là cái nguồn tiền từ YouTube trả cho mình. Thế thì có một cái câu hỏi đặt ra ấy là nếu như mà các bạn có một cái kênh nhỏ khoảng tầm 1.000 người sub hoặc là 5.000 người sub ấy, thì làm nào để bạn tăng thêm thu nhập từ cái kênh YouTube đó, tức là kiếm thêm tiền từ cái kênh YouTube. Thì một trong những cái cách mà mình làm ấy, mà mình cảm thấy là nó rất là hiệu quả, đó là cái việc đăng ký các cái chương trình tiếp thị liên kết, gọi là affiliate marketing. Thì nếu như là bạn nào mà chưa biết ấy, chưa có cái cơ bản về affiliate marketing ấy, thì các bạn có thể đơn giản là các bạn tìm ở trên YouTube, hoặc các bạn có thể đọc ở những cái bài viết ấy, người ta sẽ giới thiệu cho các bạn các cái chương trình tiếp thị liên kết mà bạn có thể kiếm được tiền. Tuy nhiên là bạn cũng phải chú ý nhé, để bắt đầu làm tiếp thị liên kết ấy, thì các bạn nên tránh những cái mà kiểu hào nhoáng quá, hoặc là những cái mà người ta cứ kêu bạn là chỉ xem video không cũng kiếm được tiền, rồi là những cái chương trình tiếp thị liên kết mà nó không thực tế, thì các bạn nên bỏ qua những cái đấy. Bởi vì những cái đấy thường thì bạn sẽ mất nhiều thời gian vào đó, tốn thời gian, và đôi khi bạn còn mất tiền nữa. Thế thì theo kinh nghiệm của mình ấy, thì các bạn cứ tìm, nếu bạn yêu thích một cái phần mềm nào đó, bạn yêu thích một cái sản phẩm nào đó, thì các bạn có thể tìm vào cái trang chủ của người ta là một. Cái hai nữa là bạn tìm cái gọi là cái trang hướng dẫn đăng ký tiếp thị liên kết, gọi là affiliate program. Hầu như tất cả các cái phần mềm trên thế giới thì đều tham gia các cái chương trình affiliate program. Mình thấy hiếm có phần mềm nào mà người ta không tham gia vào cái mạng lưới tiếp thị liên kết lắm. Tại vì cái này nó rất là tốt cho cái việc quảng bá sản phẩm các thứ. Đặc biệt là người ta có thể tận dụng được những người làm YouTube, rồi những người viết blog các thứ ấy, rồi những cái người ảnh hưởng trên mạng xã hội ấy, để mà tăng doanh thu sản phẩm. Người ta cũng không có mất gì cả, người ta chỉ phải trả một phần tiền hoa hồng cho cái người đó thôi. Hoa hồng rất là nhỏ. Thế thì các bạn có thể tham gia vào, và sau đó là các bạn nên lập một cái kế hoạch nhé, lập kế hoạch tiếp thị cái sản phẩm đó, cái phần mềm đó. Chứ bạn không phải là cứ tham gia bừa, cái gì bạn cũng tham gia, rồi sau bạn không có cái gọi là chiến lược, kế hoạch gì cả để marketing sản phẩm của người ta, thì không có ai xem chẳng hạn, thì người ta sẽ không có mua hàng từ cái đường link của bạn, thì bạn sẽ không kiếm được tiền. Đấy, đơn giản là như thế. Bởi vì khi bắt đầu ấy, mình cũng tham gia rất là nhiều ấy. Nào là Avantgate này, là To Check Out này, rồi là CJ Conjunction này, rồi Impact Radius này, rồi một cả Citibank các thứ ấy. Nhưng mà sau mấy năm làm ấy, thì mình kết luận lại một thứ là kiểu tham gia nhiều ấy cũng không hiệu quả bằng việc là mình tập trung vào làm một hai sản phẩm thôi, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều đó. Thì nếu như các bạn mới, các bạn kênh nhỏ thì cũng được, tại vì thực ra người ta cũng không phải kén chọn lắm. Các bạn có 1.000 người sub, 2.000 người sub hay gì đấy, thì các bạn cũng có thể liên hệ với người ta đăng ký tham gia chương trình. Mà có những chương trình nó kiểu cho phép là kiểu cứ đăng ký là được chấp nhận thôi, chứ cũng không cần phải điều kiện xét duyệt hay gì cả. Tuy nhiên là nó sẽ hỏi bạn một số cách cái, ví dụ như là bạn làm thế nào để phát triển sản phẩm của người ta, làm thế nào để marketing sản phẩm của người ta, thì cái đấy thì bạn nên trả lời.
Đôi khi là cũng trả lời chung chung thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà bạn có một cái đam mê hoặc là có một cái kiểu chi tiết hơn ấy về cái sản phẩm đó, có kế hoạch phát triển trên mạng xã hội này, trên YouTube này, xây website các thứ ấy, thì nó sẽ thuyết phục hơn và người ta sẽ dễ chấp nhận và đồng ý làm đối tác của bạn hơn. Đó là một cái cách thứ hai để bạn có thể kiếm được tiền từ YouTube, dù là kênh của bạn nhỏ ít view thì cũng được. Đó, thế còn quay trở lại còn cái việc mà kiếm tiền từ view ấy thì các bạn chú ý nhé, khi mà bạn có cái YouTube Studio rồi ấy, thì bạn cứ nhìn vào là bạn biết ngay là bạn kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Nhưng mà nếu như bạn chưa có ấy, thì YouTube nó sẽ tính tiền trên 1.000 view nhé. Nếu mà 1.000 view kiếm được bao nhiêu tiền thì là nó sẽ ghi ở đây, nó gọi là RPM. Ví dụ kênh Việt Nam của mình là 0,95 đô trên 1.000 view, kênh nước ngoài thì cao hơn một tí. Thế còn khi mà kiếm các bạn mà bật kiếm tiền rồi ấy, thì YouTube nó sẽ thông báo này chi tiết doanh thu các thứ như nào, kiếm được bao nhiêu. Nhưng mà cái mà số tiền trên 1.000 view này ấy, nó phụ thuộc vào mấy yếu tố nữa cơ. Nó phụ thuộc vào vị trí địa lý của người xem này, rồi vừa phụ thuộc vào cái nội dung của bạn làm. Cho nên các bạn nếu mà chọn nội dung thì các bạn nên cân nhắc trước. Nếu mà nội dung là giáo dục các thứ, rồi tài chính tiền tệ các thứ ấy, thì cái RPM này tức là nó sẽ được trả nhiều hơn, tức là 1.000 view người ta sẽ trả nhiều hơn. Thế còn nội dung vlog rồi hài rồi các thứ ấy, thì có khi là nó sẽ được trả thấp hơn, thì các bạn lại phải làm được là nhiều view hơn. Ok, đấy là rất là đơn giản mấy cái mẹo. Thế còn nếu như là các bạn muốn xem các cái chương trình tiếp thị liên kết nhé, thì các bạn nhớ chú ý là vào cái trang trang chủ của người ta nhé. Sau đó các bạn xem cái affiliate program, hầu như tất cả nhé, kể cả các cái tool như cả TubeBuddy rồi là những cái trang nhạc ấy, thì mình đều có tham gia chương trình tiếp thị liên kết. Tuy nhiên doanh thu từ từ các cái này nó cũng ít, tại vì mình không quảng cáo mấy. Chứ còn nếu mà các bạn đam mê về những cái này thì các bạn có thể quảng cáo nhiều hơn, thì doanh thu của bạn sẽ tốt hơn nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Video ngắn đấy thôi. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về YouTube, về kiếm tiền, rồi là có một cái nội dung nào đó các bạn muốn yêu cầu ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.